Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Có sưng mũ lên không hà? Cột dưới cằm cũng hết rồi đúng không? Đủ chứ. Chán nữa. Đang thui.
Xì mà nghe cũng lì. Mặn đen này. Cái đảo đèn thù. Để gần thành nút ruồi đấy. Cái đảo giống con chi con này là con sâu gì xí xí không sợ nhìn gớ mồm ai dám ăn ăn chưa thầu gớ mồm nhìn kinh khủng ăn mấy con coi chừng bị bậy như thế mà xí xí lì trăng sưng là sưng mũi luôn hay là sưng chỗ nữa thôi ổng cái mũi bác ổng chắc chị nghĩ là phải để cho nó gồm gồm xí nhưng mà coi à. Ủa, chưa có ai làm. Ủa, Ly, chứ em bị chê rớt khách rớt mà đâu em ngồi rớt không rớt. Ủa trời, tao kêu ủa giữ mua xong khách dẫn khách quanh kia là khổ khách chờ vô chờ nãy giờ tao kêu không có chưa cái đứa mua xong ta nãy giờ nó lâu ghê đó chờ bà Ly vẫn ngầu không nữa chứ làm khách chờ lâu chờ nó 15 phút chị tưởng mua dẫn qua làm lâu rồi tự nhiên tôi nhìn cảm giác
nhiều quá thấy con ngồi, còn ngồi. Ồ, vô trước hay chị quay luôn mà. Ờ, ý là vô trước khi chị quay luôn là tới là bạn ngồi 20 phút luôn á. Đây cô nương không hỏi luôn, tại vì khách chờ là đâu cho ngồi lên đây đâu, ít khi cho chờ. Cầm tờ giấy nữa không thấy. Hiền không để ý luôn à. Hiền đó. Thường thường thôi cũng như nhau thôi. Bỏ mất thời gian. Bỏ vài cục xem cho biết không. Yeah.